mắt là bộ phận nhạy cảm cần được bảo vệ nhất trên cơ thể vì vậy mắt kính là một sản phẩm vừa tiện lợi vừa giúp bảo vệ mắt khỏi những tia cực tím hay ánh sáng xanh gây hại cho mắt vậy mua mắt kính đổi màu hàng nhật chống uv chống ánh sáng xanh ở đâu hà nội được giá tốt hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết để nhận được câu trả lời nhé mắt kính đổi màu được tích hợp các phần tử đổi màu có tính nhạy với ánh sáng mặt trời sun sensor chúng là tác nhân gây ra sự biến sắc đó bình thường chúng trong suốt nhưng khi tiếp xúc với tia cực tím uv chúng sẽ hấp thụ năng lượng của tia và chuyển đổi màu sắc nhờ vào khả năng ngăn chặn các tia uv mà kính sẽ giúp người dùng có thể quan sát tốt hơn trong bất kỳ điều kiện ánh sáng nào ví dụ như sixers thay đổi màu sắc bảo vệ tia cực tím loại wellington bảo vệ tia cực tím Chống chói của nhật sau đây, mã SPP07WD2L1CM được sản xuất theo công nghệ hiện đại, loại tròng này trong suốt ở môi trường bình thường nhưng khi di chuyển dưới ánh sáng mặt trời chúng sẽ chuyển thành màu sẫm hơn, vừa đảm bảo được tính thời trang vừa có thể phát huy tối đa công năng như một chiếc kính cận thông thường, tích hợp hai trong một siêu thông minh ống kính có thể điều chỉnh độ sáng. Ống kính có thể điều chỉnh độ sáng có thể tự động điều chỉnh cường độ màu của ống kính để đạt được trải nghiệm xem tốt nhất. Nó có thể được sử dụng trong thời tiết mưa, nhiều mây và nắng, đệm mũi tích hợp đệm mũi tích hợp công thái học cho phép bạn đeo chúng trong thời gian dài mà không bị căng. Nó rất thoải mái khi đeo và không để lại vết hằn trên mũi. Giảm gánh nặng cho mũi, một số kinh nghiệm mua kính đổi màu bạn có thể tham khảo, tìm hiểu kỹ các thông tin về tròng kính để lựa chọn được những chiếc kính có lớp phủ và khả năng bảo vệ mắt tốt qua mạng hoặc các chuyên gia về kính mắt chọn những cửa hàng mắt kính uy tín, đảm bảo chất lượng. Hãy kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm, kiểm tra kỹ tem, dấu niêm phong trên bao bì để tránh trường hợp mắt kính của bạn không đúng với sản phẩm mà nhà bán đã giới thiệu. Những ai nên sử dụng kính thay đổi màu? Những người mắc các bệnh cận thị, viễn thị vv đều được khuyến khích sử dụng mắt kính loại này. Đặc biệt là những người thường xuyên phải tiếp xúc với tia cực tím UV và những người hay tham gia các hoạt động ngoài trời vv, địa chỉ uy tín đặt hàng tại Hà Nội, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order kính mắt từ Nhật giá tốt. Uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bài viết bán kính mắt cũ, cách để mắt kính cận của bạn không bị mờ của shop Nhật Việt để có thêm sự lựa chọn cho bản thân và gia đình thân yêu nhé. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng tốt, với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.